Chào các bạn, rất vui được gặp các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cách sử dụng và dùng tinh dầu gel tại nhà. Như các bạn thấy, đây là một lọ tinh dầu gel của bên mình. Tinh dầu gel xe. Và đầu tiên các bạn mở ra, lấy tinh dầu ra khỏi chai. Như các bạn nhìn thấy, đây là một lọ tinh dầu gel xe. Gel xe lục lăng. Thì bên mình có rất nhiều các cái mùi hương để cho các bạn lựa chọn, như sả chanh, quế, vỏ cam, hoa bưởi, hoa nhài, hoa hồng, oải hương, ngọc lan tây, và sả chanh. Có rất nhiều mùi hương, tuy nhiên là để mùi những mùi hương mà phù hợp cho nhất mùa hè và được nhiều khách lựa chọn nhất, đó là mùi sả chanh, dùng để đuổi côn trùng và khử mùi không khí. Mùi bạc hà thì giúp thông mũi mát họng và giảm say xe. Với những bạn mà thường xuyên phải lái xe nhiều, như các bạn Grab hoặc các anh tài xế là taxi hoặc các anh tài xế xe tải. Ngoài ra thì cái mùa hè này rất thích hợp với cái mùi cam và mùi quế. Mùi cam quế thì vừa giảm stress, vừa giúp các bạn thư thái và có những cái giây phút thư giãn sau những cái giờ mà lái xe rất là căng thẳng. Thì để sử dụng cái tinh dầu như treo xe này, đầu tiên các bạn phải chúng ta sẽ tháo nắp gỗ ra. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Trên này chính là một chiếc nắp nhựa. Đây là chiếc nắp này sẽ làm cho tinh dầu không thể chảy ra được. Thì để dùng thì các bạn thứ nhất mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách. Thứ một là các bạn có thể dùng kim. Chúng ta sẽ chọc trên những cái nắp này. Sau đó chúng ta lắp nắp gỗ lại và dốc ngược lên và treo lên xe và treo vào tủ quần áo. Vậy là chúng ta đã có một chai tinh dầu treo xe hoàn chỉnh. Và cách thứ hai đấy là các bạn tháo chiếc nắp nhựa này ra, cho vào, chúng ta lắp lại, cũng dốc ngược, sau đó đem treo vào tủ quần áo hoặc treo vào xe, treo vào phòng khách, treo vào toilet để chúng ta khử mùi của không khí. Vậy để nếu như các bạn cần mua hoặc cần liên hệ, vui lòng liên hệ với tinh dầu Hà Na theo số điện thoại 0949637887, hoặc có thể liên hệ và tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm của tinh dầu Hà Na tại trang website tinhdauhana.vn, hoặc các bạn cũng có thể dễ dàng tìm về tinh dầu Hà Na ở các trang Facebook hoặc trên các cái trang thương mại điện tử đã xuất hiện. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, rất vui được chia sẻ với các bạn về các bí quyết. Cảm ơn các bạn.